Đây anh em, mình quay video review ẩm thực cho anh em xem nha. Giờ bắt xôi nước lên trên cái lò lửa nè. Đó. Lò lửa cũng được nấu bằng từ củi chẻ nè anh em. Đó. Củi chẻ này nấu review ẩm thực mới đúng bài nha. Đây, các cái xôi nấu bằng củi nè, cho nên là khói lên nó đen cái xôi, anh em thấy không? Đây là xôi nước. Mình đang bắt xíu nữa mình chế biến một vài món từ cái con gà cho anh em xem. Hiện tại là con gà đang được cắt cổ ở đằng kia, nhưng mà mình không có quay cảnh cắt cổ, không có quay cảnh cắt cổ bởi vì nó nghiêm cấm. Đây mình quay cảnh quạt núi rừng cho anh em xem, rất đẹp, rất yên bình. Đấy, anh em thấy không? Đây mình quay đàn gà. Quay đàn gà ở quê cho anh em xem. Bắt một con làm thịt, còn mấy con đây là cũng chuẩn bị đã phục vụ cho cái công tác review ẩm thực của mình. Đây anh em, đây ở này có cái vườn rau khổ qua nè. Khi nào mình thích ăn thì mình hái lé mình ăn. Một trái dừa. À. Đây có trái nữa nè. Trái nhí nhí nhí. Cái này ăn trái nó cũng ngon. Cái này ăn lé với bông nó cũng ngon. Cái này cũng tự nhà trồng luôn. Đấy. Trồng theo lởm lởm này anh em. Khu vực nào tiện anh em. À. Ở này có trái bự quá. Đây rồi nè. Đây nữa. À. Bây giờ mình đi vào trong xem thử cái công tác chuẩn bị con gà hồi nãy giờ như thế nào rồi nha. Rất đẹp, rất yên bình. Ở này có cây me nè, cây me ra lá non ăn rất là sướng. Mình hái một vài cái lá non mà thử ăn cho anh em xem. Đây, cái lá non của cây me mà nó non nó còn đã âu luôn anh em. Đấy, nó non nó còn đã âu như thế này nè. Mình hái xong mình chấm vô cái chén muối á. Chén muối mà mới vẽ với ớt xiêm xong á, mà nặn một xíu nhỏ một xíu nước vô cho nó có cái nước để mình chấm anh em. Ăn vào để đời lắm. Đây mình thử ăn một cái đọt này cho anh em xem. Rất tuyệt vời. Đấy. Bên kia là những cái ngọn đồi trồng chuối cùng với cây bạch đàn. Ở dưới những cái hũng này là có trồng rau các loại legume. Đây con gà nó còn đang nằm giật dưỡng ở khu vực này. Đấy. Con gà vừa bị mới bị cắt cổ xong anh em. Con gà vừa mới bị cắt cổ xong rồi. Nó đang nằm giật dưỡng đây. Cô em làm gì á? Chụm củi hả? Phá cho chụm gì? Mày bữa cái do cái hồ nước không có hết đâu. Đi ra ngồi kia lấy cỏ cho bò ăn cô em.
ăn bò nó cứ có cỏ rồi. Đây mình lại ở đằng này để lấy cỏ cho bò ăn nè anh em, trong khi mọi người đang làm gà. Thấy vườn hả? À, trong khi mọi người đang làm gà thì mình sẽ đi tham quan chuồng bò. Mấy bò ăn khỏe không? Ba con à. Ba con hả? Hai con. Ở đằng kia còn rất là nhiều nè anh em. Ở đằng kia còn rất là nhiều bò. Đấy, ở khu vực chuồng này mình nuôi nó khoảng cách ra chỉ mỗi cái gian này khoảng 2-3 con thôi nè. Mướp rau quanh hè là có đầy đủ hết nha anh em, không thiếu gì. Đây thằng em đang đi kìm xẻ về. Nhiêu đó là mua mấy ngàn á? Cho hả? Ơi đây con gà sau khi mà mình ra thịt. Đấy con gà tầm hơn 3 kg nha anh em. Đấy con gà tầm hơn 3 kg sau khi mình ra thịt. Bây giờ một nửa thì mình sẽ nấu cháo, còn một nửa thì mình sẽ kho xẻ ớt, xào xẻ ớt ha. Gà to lắm, cũng tầm 3-4 người ăn thì ăn con hơn 3 kg này là vừa. Đây còn bên phía bên này là nồi cháo anh em. Cái nồi xôn nước lúc nãy mình bắt để mình trụng con gà á. Bây giờ mình sẽ lấy bộ đồ lầm. Bộ đồ lầm cùng với đầu, cùng với đôi chân của nó bỏ vào mình nấu xôn cháo. Và cái bộ đồ lầm của con gà. Đây anh em mới hái 1-2 trái xài mũ. Một hai trái xè mũ của vườn luôn, vô đâm một chén muối ớt. Trong khi con gà thì mọi người đang chế biến, đang chờ thời gian cho nó chín thì mình hái 2 trái xoài này ăn trước một trái, còn 1 trái bỏ tủ lạnh. Đấy làm một món xoài chấm muối ớt cho anh em thưởng thức, xin mời anh em nha. Đây ăn với cái đám trẻ ở trong làng luôn. Cái này nữa. Buồn ngủ không? Cái này tiêu nè anh em, tiêu này tiêu sọ. Này khoảng một bịch gì khoảng tầm 3-4 lạng nè. Bây giờ mình lấy cái tiêu sọ này mình vẽ xong mình ướp vô trong cái món gà xào xẻ ớt anh em. Đây anh em, đây cái hôm nữa con gà mình sẽ làm món xào xẻ ớt ha. Xào xẻ ớt đây mình vừa mới vẽ tiêu sọ ướp vô ở trong cái món gà xào xẻ ớt này. Còn nửa con kia thì mình sẽ đang nấu cháo ở ngoài gốc cây me ha. Chút xíu nữa mình sẽ ra thăm xôn cháo rồi qua cho anh em xem. Đây món gà xào xẻ ớt thì mình sẽ nấu ở trong gian bếp của mình. Đấy thấy chưa, gian bếp gà. Đây thằng em cất cái bịch tiêu sọ lại đây. Thằng này nhóc này hồi nãy đi xin xẻ ở thôn qua vậy anh em, những cái món mà mình dùng á, ở nhà kia có, nhà nào có thì mình xin đó. Ai nhớ cái hũ này không? Cái hũ này ngày xưa của Mỹ nè, mấy hũ lương khô á. Đấy món gà xào xà ớt giữa núi rừng nè anh em ơi. Đây cảnh thôn quê nha anh em, được bao bọc xung quanh bởi núi rừng à, chứ không phải là mình vô giữa rừng giữa núi nha anh em ơi. Nhìn nồi gà xào xà ớt rất là hấp dẫn.
đây cảnh buổi chiều sau khi những người đàn ông trong nhà đã đi đánh lưới ở ngoài sông về, và những tấm lưới sông đánh cá thì họ móc ở trên cành cây. Phía bên này là chim nó về, nó ngủ ở trên những cái cây gần nhà nè anh em, rất là nhiều. Đấy, chim hót líu lo. Đêm nay thì mình sẽ có một đêm nghỉ ngơi tại một cái vùng rất là yên bình, chim rất là nhiều anh em. Chim bay quá trời luôn, chim nó về mấy cây nó ngủ nè anh em. Buổi tối chim nó về những cái cây này nó ngủ rất là nhiều anh em. Đấy,